Dạ thưa gì các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến cũng đang đi trên đường thì Vũ Chiến phát hiện có một cái trường hợp mà bữa hôm anh kia gọi điện cho Vũ Chiến là Vũ Chiến ơi, có một cái hoàn cảnh con chú ở dưới gầm cầu đây nè. Mà hồi nãy Vũ Chiến vô tình, Vũ Chiến đi vô, Vũ Chiến gặp con chú đó rồi. Mà Vũ Chiến hỏi cái chú ơi, chú đi đâu qua cái vậy là chú te ra chú đi luôn. Mà bây giờ thì gặp cái cô này ở trên nó quán kế bên nè. Mà nãy Vũ Chiến đi vô thấy một cái cảnh quá trời hút thuốc luôn, dục gì đâu mà khủng khiếp luôn. Ông cúng đó, ông dạ. Là đốt là để cúng, ông đốt cúng dục cúng vậy. Cái thuốc này là ở đâu ông có cô? Ông mua. Ông cái cô nè. À ông mua. Ừ. Rồi. Mua ông hút vậy đó. Rồi mấy cái giỏng này ở đây là của ai? Mấy cái giỏng là của cô. Của cô văng ha, cô văng cho người ta uống nước. Cô văng cho ta uống nước mà văng má miếng mà. Văng đâu có nhiều được đâu. Văng bằng ngày văng mấy cái vậy đó rồi bằng chiều cuốn vô chứ thôi, cuốn dục. Ai? Ông này nè. Trời ơi, vậy là tối. Không có chửi mắng ai, không có gì cho, không hiền mắt. Dạ. Tối ngủ đó. Tối ngủ này. Ừ, tối ngủ đó đó. Rồi sáng là bắt đầu uống cà phê xong cô cái đi chợ xin ăn. Trời ơi ngủ giùm con, không thấy có cái chiếu cái gì hết trơn cô. Không có chiếu gì hết trơn á. Có cái chiếu mà một rồi. Trời ơi có cái giường xong rồi tối mũi nó trên lên nó chích sao chịu nổi. Hả? Cô rồi tối vậy rồi có mùng vậy rồi sao ngủ được? Mùng vậy đó ông Tấn cũng ngủ đó. Trời ơi vậy là. Hôm hổm cô có cho ông chiếc chiếu rồi bắt đầu là mũi này. Mũi nó chích dữ lắm chị. Mũi dữ lắm. Cái này là của ổng không hay là của cô bán nước đây rồi có người ta hút nữa? Cái này của ổng không đó. Trời đất ơi. Ông hút không đó mà cô quét lại cô đốt đi. Ông hút không đó mà cũng thấy không đốt cũng dục nhiều. Có cái hút nhiều rồi có cái đốt luôn. Ừ đốt cũng lên cúng. Trời ơi dạng như lẩu mà ai hành hay hoạch thần kinh gì mình cũng không biết luôn nữa. Nhưng mà cô biết là nhà của chú này ở đâu không? Nhà thì ổng thì nói chung ổng có nhà. Nhà của chị em ổng bên kia kìa. À. Mà bà cũng nghèo lắm. Dạ. Rồi ổng vậy tự đứng đi chung đồ ăn vậy đó chứ. Xin ăn rồi lang thang vậy đó hả? Lang thang vậy đó. Rồi lâu lâu thì như chị em mình chị em đồ nó kia về thì súng xích lại thì có cái thằng đó ở dưới đâu Mỹ Tho á, lâu lâu nó về thì nó mua quần áo rồi cho ổng cũng cho dạ. Tiền chút đỉnh vậy đó. Chú đốt cái gì quá trời luôn kìa. Nè. Cái này cô đốt kiếm. Cô đốt hả kiếm? Cô còn thuốc này là của ổng không đây. Thuốc này của ổng đó. Quỷ thần ơi, khủng khiếp luôn mọi người. Thấy không? Còn đốt không vậy? Lâu lâu cô quét và về cô gom lại cô đốt. Vậy là hàng ngày là ông đi ông đi xin đâu? Đi xin trên chợ. Dạ. Sáng cái bắt đầu là đó ông ngủ đó cái sáng cái ông đi xin. Dạ. Bên đó của ông nữa hả? Trời ơi. Mấy ngày nay rồi cô quét cô gom lại. Đâu? Bên đây cho em coi. Đằng đây cũng nguyên điếu quá trời luôn kìa. Trời ơi. Dạ dạ. Đây nè hả, là ngồi đây là cái ghế này của cô là để bán nước. Còn ổng ở đây đây. Cái gì mà sao có nhang nữa ta? Dạ. Dạ. Vậy là tối là chú ông về, ổng về ngủ đây. Như cô có gì cơm nước rồi cái gì ngon ngon thì bới cho ổng ăn. Dạ. Rồi nếu ăn mì tôm. Rồi hôm mùa dịch thế người ta đóng cửa. Là tao nấu cơm cho ông ăn suốt luôn. Chứ ông đâu đi đâu được. Đi ra được mà tao có đi lên chợ được không? Dạ. Rồi cái cô nấu cơm cho ông ăn. Dạ. Cơm rồi bớt xuống ăn, mình ăn cái gì ăn cái nấy vậy đó. Dạ. Trời ơi quá trời luôn rồi. Không. Cái này thuốc là không phải là ông mua không mà có khi người ta cho ông nữa. Cô không biết cái này là cô mua của cô cũng có nữa. À mua. Người ta cho tiền ông mua. Ta cho tiền cũng mua. Trời ơi nguyên điếu không? Rồi miếng cô la là ổng cúng hả? Ừ, ông đốt cái là ổng giấy năm cho ổng cúng. Ông giấy là bầm. Hỏi là chú định chú đốt thuốc làm gì là nó cúng. Trời ơi. Nói chú cúng thì nghe chú cúng giấy cho tôi mua mai bán đắt nha. À. Trời ơi, còn nguyên điếu dữ dằn lắm. Nhưng mà có đốt rồi cô à, cái điếu nguyên đó nhưng mà vẫn có đốt rồi. Đốt rồi cúng là cho buông ra là tắt à. Đốt vậy nè, đốt vậy cái buông ra vậy cái giấy. Không dạ không dạ. Dục, chứ không phải là đốt dục. Không phải là không có đốt mà dục. Dạ. Đốt dục. Giống như là người ta đốt rồi người ta cúng mà, người ta cúng xong người ta đâu có hút. Khủng khiếp thiệt chứ. Cúng vậy đó rồi hỏi mấy em. Cái cô trà lạnh với cái cô cho mền. Dạ. Lấy mền ra cho đắp. Dạ.
chứ con thấy đó. Con thấy chỗ đó là không có một cái gì, không có tấm chiếu, không có tấm niệm mà bắt đầu cái mệnh biết con mất dơ hay sao không biết nữa, cái đem dục cái xong dục luôn. Ừ, ổng ưa dục đồ lắm, giống như là cũ cũ hay gì trong dục rồi. Dạ, nhưng mà ổng có nói, ổng có nói chuyện được không cô? À cái đó của nói chuyện đồ bình thường ha, nói chuyện mình hỏi thăm thì cũng trả lời. Nhưng mà cô thì cô chắc gần gần quen nói. Đây thì dạ. Nói vài tiếng cái gọi đó. Dạ. Yeah. Nãy em mới vừa vô xong gặp nói chuyện cũng ngon lành lắm mà. Mới hỏi thăm chú cái chú bỏ chú đi. Dạ. Cho ổng mì tôm với gạo. Lấy ra thôi bà ơi, bà đem gạo vô đi bà nấu cho ổng ăn. Dạ đúng rồi. Rồi mì tôm. Mì tôm thì tôi đem vô cái tôi nấu cho ông ăn hàng ngày. Yeah. Còn gạo thì nó ngay là tôi cho tiền ông, cũng như là quy ra gạo nhiều mà đưa tiền cho ông mua vẫn mua. Chứ ông đâu có nấu gì được. Ông đâu có nấu gì được. Nhưng mà con thấy ông tội quá, không có tấm chiếu, tấm mền gì cho ông tối rồi. Tôi nói phải nói với em ông đó, nó phải có tiền hay mua cho ông niệm mà cấp 3 đó người ta bán. Dạ dạ. 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 Cho ông để trong nằm chứ vậy quá trời tội ông. Cái giường nó cũng cháu ông đem qua đó. Rồi cái tấm vách ai dựng cho ông vậy? Cái đó là ở nhà bên kia người ta dựng cho mình đứng qua lại đó. À chứ. Dạ con biết không, ông đi tới trên Mũi Né Cà Mau gì chẳng á. Rồi con cháu ông ấy sao mà đi nhẫn gặp mới đem ông về. Dạ. Ông về cái ông đi nữa, ông đi tuốt lên tới Tây Ninh. Đi suốt vậy đó. Ừ. Tây Ninh rồi cái hội chữ thập đỏ đó. Dạ. Người ta đưa ông về, đưa bằng xe rồi về nha. Dạ. Ở đây cái dạ cầu ông vô đó ông ở đó. Mát lắm. Nhưng mà ông ở đây lâu chưa cô à? Lâu rồi. 25 năm. Dạ. Nhưng mà rất tiếc nãy chú mình thấy lạ, cái chú đi luôn uổng quá trời. Nguyên nhận vậy không ít tiếp chuyện lắm. Không ít nói chuyện với... Vô đi bán cho con. Không ít nói chuyện với mình. Không nói chuyện lắm. Dạ. Nói chuyện một hai tiếng. Nhưng mà sao con thấy gì hút thuốc mà thí dục kiểu này là con không hiểu luôn. Dạ. Nói vậy đó con, nó cúng hả? Dạ dạ. Ông đốt mà đâu phải mà, ông đốt rồi ông dục không đâu, ông đốt ông giấy năm 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 năm. Nhưng mà cô thử nghe con có nói gì không? Ông giấy. Không có nghe được đâu. Ông nói trong miệng thôi. Dạ. Yeah. Rồi tối nhiều khi ông ca hát rồi. Nhưng mà cô biết là ngày xưa là ở gia đình ở gần đây rồi là bị bệnh ngay từ nhỏ hay sao? Cô ra đây, cô ở đây, cô nghe nói là hồi đó ông cũng ông học cao lắm mà. Học giỏi ha. Đi nghĩa vụ. Dạ. Giống như ông đi nghĩa vụ về rồi ta bắt đầu bệnh luôn vậy đó. Học cao rồi đi nghĩa vụ về rồi sao bệnh luôn. Ừ, đi nghĩa vụ về là cái vậy luôn đó. Dạ, rồi giờ ở chỗ này luôn. Có người thì nói ổng thất tình, có người nói ổng bị hành. Dạ. Cô nghĩ chắc ổng bị hành quá. Cái này mình phải có thầy rồi ha, rồi mình đi khám đâu mình mới biết được chứ. Đi dạ. Vậy chứ ổng cũng khôn lắm nha, hơn mùa dịch đó. Kêu ổng đi, người ta kêu ổng đi chích thuốc ngừa đó. Dạ. Ổng thôi, chích chết hả? Ổng nói vậy đó. Dạ. Ổng nói chích chết hả? Rồi con cảm ơn cô nhiều, để con quay sơ sơ cảnh này đi, chừng nào có chú ở nhà thì con quay cho khán giả xem tiếp. Đây nè mọi người, tàu gói thuốc nè. Vậy là... Dạ dạ. Thì cô nói là xin cho chú cái niệm ha. Xin cho cái niệm cấp 3 đó, niệm mà tính trăm mấy. Dạ dạ dạ, chứ con thấy chú đây nằm đây là không có cái gì mà để lót lưng được hết trơn á. Ôi ơi thuốc nè mọi người. Thuốc lá. Đây. Dạ. Cô cũng khổ mồ chứ đâu phải đâu. Dạ. Cô cũng giúp đỡ cho ổng rồi, giống như là mình cái ăn cái uống nha, miếng ăn miếng uống cho. Ăn uống. Dạ. Như có món ngon vật lạ vậy thì mình mới để cho ổng ăn. Dạ. Con quay hy vọng rằng bữa sau con gặp được chú đi rồi cái Mạnh Thường Quân có thương á thì gửi cho con mua niệm mua gì cho chú đừng cho chú ngủ chứ thấy trời tội quá. Hay mua cho ổng cái chiếc niệm á. Dạ. Cái niệm có thứ đó 150 à. Dạ. Với cái mền ha. Cái mùng thì có rồi ha cô ha. Cái mùng thì có rồi vậy được rồi. Dạ. Cái mùng thì như lâu lâu vậy ấy thì mình mua cũng được còn này. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ. Dạ thưa các bạn thì dạ video của Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Là tiếp tục. Tiếp tục thì Vũ Chiến sẽ quay cái cảnh của chú nãy cô nói chú này chú gì ha cô? Chú nãy tên gì? Chú Định, mình quay. Dạ, mình quay tiếp tục. Dạ, mình tiếp cận mình sẽ quay chú Định cho tất cả mọi người xem. Còn bây giờ thì thưa quý vị các bạn, video Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.